phải làm việc với anh ở đây, được chưa? Mời anh chấp hành nồng độ cồn ạ. Đây nhá, máy của chúng tôi nhá, kiểm định đây nhá anh nhá. Đấy, máy anh chấp hành nồng độ cồn, anh thổi mơ thật dài, chậm đều. Rồi, ok. Có cồn đâu anh? Vâng, thì em có uống đâu, nhưng mà em về nhà em đây. Coi, coi. Em có uống đâu, đây nhà em đây. Không phải, nhưng mà cái gì nó phải cái đúng cái đấy. Các bác nhá, bắt phải lập chốt đàng hoàng. Còn nếu mà để muốn em về á. Anh thôi, đấy là anh nói thôi. Không phải là anh, không đấy phải là anh nói. Anh biết, anh chỉ biết một nửa thôi. Em không có biết một nửa, nhưng mà em theo em nhá. Bây giờ nhá, đấy là theo anh. Không phải là theo em mà tất cả. Làm sao là theo em được? Cha anh nói, cả cha anh nói. Thôi, bác đứng lại, bác. Các bác ạ. Không, cháu hiểu rồi. Cháu bảo nhá, bây giờ các bác hôm nay lập chốt đúng không? Các bác này, hôm nay các bác lập chốt đúng không? Đúng rồi anh. Chốt các bác ở đâu? Chốt em ở Quang Sơn anh. Ở trên Quang Sơn. Đúng rồi ạ. Các bác bắt em ở đây. Dạ vâng. Đứng phủ bắt dân. Một cái chốt là tối đa bao nhiêu người? Bác nói cho em đi. Tối đa bao nhiêu người? Chốt anh của chúng tôi đang 20 người đang ở trên đây. 20 người nhưng mà các bác bắt em ở đây. Thì các bác phải làm việc với em ở đây. Mà giấy tờ các bác ở đâu? Đấy, tôi giải thích anh cứ nhảy. Thôi con ơi. Thứ nhất này, chúng tôi lập chốt nhá, là có lệnh của lãnh đạo chỉ huy tổ tuần tra kiểm soát và kết hợp đứng tại một điểm, anh hiểu chưa? Đây, tên tôi đây. Đó, cho em xin. Ôi, không tên. Sợ thì tôi lo cái gì đâu mà anh cứ phải công khai. Ôi, công khai làm việc mà. Đây anh ơi, tên tôi đây. Tối anh người ta nhìn thấy chỉ chấp hành. Không đã, phải đấy. Đứng tối, đứng đây, xa. Riêng khoản này yên tâm, riêng khoản này yên tâm. Ok, đây đây. Rồi, treo đâu. Cái gì đấy? Đây tên đây. Phù Tuấn Anh. Đúng rồi. 477514. 477514. Đúng. Ok. Đó, bác cho em xin bảng tên của bác luôn. Ơ, cho anh cái sân tên cái. Cái gì ạ? Đinh Văn Tài 477418. Rồi, ok. Thoải mái nha. Vâng anh Thái ạ. Mấy bác này hôm nay lập chốt em ở đây. Anh có. Mà đây các bác này. Anh vừa điều khiển xe đúng không? Em điều khiển xe đâu? Em đi bộ đấy. Hả? Em đi bộ mà. Anh đi bộ mà anh liên quan đến cái xe kia mà sao người ta. Tại sao không liên quan? Nhà anh em phải liên quan chứ. Ủa? Rồi. Nhà anh. Đây là anh của em mà. Thì làm sao anh? Thì làm sao? Nhưng mà tại sao ba bác bảo là em không liên quan? Thì anh liên quan gì? Tôi dừng xe anh không? Dừng xe nào thì dừng, nhưng mà các bác phải làm đúng quy trình. Quy trình chúng tôi đấy. Đấy, anh có kiến nghị gì đấy anh? Bác bảo là bác bắt em ở đây. Tôi nên kiến nghị đi để em không để bỏ cái chốt này luôn. Đơn, các bác sẽ có đơn. Đúng rồi, anh nên làm đơn. Vâng anh Thái ạ. Rồi ok, tí bác cho em xin cái đơn cho anh Thái nhá. Dạ. Chí, ôi giời, thoải mái đi anh. Đây anh Thái này. Bắt em ở đây mà có hai đồng chí này thôi anh ạ. Mà trong khi đó là quá bình thường anh ạ. Mà trong anh khi làm đơn đi anh ơi. Sẽ có đơn, bác yên tâm. Dạ vâng, cảm ơn anh. Em sẽ có đơn nha. Anh có muốn làm việc nữa, anh cứ đứng đây làm việc. Anh có muốn làm việc nữa không, anh đứng đây làm việc. Ok, nhất trí anh. Vâng. Anh Thái ạ, vâng. mấy bác này bắt em ở đây mà trong khi đó là bảo em là về tận chốt chỗ khác làm việc cơ. Bắt em ở đây thì lại không có giấy tờ gì. Đấy. Anh Hoan à? Em đây, em đã bắt ở Tam Điệp đây. Cầu vượt Tam Điệp đây anh ơi. Ôi trời, anh yên tâm, sẽ có đơn. Ở đâu em còn làm được chưa? Tam Điệp này là ăn thua gì? Ê anh này. Chốt, bắt chốt đứng tối. Anh này, thứ nhất là tối này, khuất này. Đây, tôi đi tuần tra kiểm soát, anh phải hiểu là như vậy. Tuần tra em chả thấy đứng bọn anh dồn theo hay cái gì, đứng ở đây phi ra chạy. Anh ơi, tôi dồn theo này thành tôi đuổi xe à? Chả đuổi, anh chả dồn. Tôi không được phép đuổi, nên là tôi phải xuống xe. Tuần tra mà các bác đứng đây. Dừng xe. Tuần tra mà các bác đứng đây. Mà trong khi đó nhất tuần tra. Tôi phát hiện vi phạm, tôi dừng xe lại rồi dừng xe. Anh nhớ, tuần tra. Thì tôi phát hiện là tôi dừng xe kiểm tra bình thường. Ai vi phạm ạ? Anh vừa rồi phát hiện vi phạm. Đúng rồi, tôi phát hiện. Tôi dừng xuống kiểm tra bình thường. Thế ai vi phạm? Thế bây giờ cồn bây giờ tôi phải đứng như nào để tôi phát hiện vi phạm anh? Vừa phát hiện vi phạm. Em anh nhá. Tôi hiểu vi phạm thì tôi. Em nói anh nhá, em nói anh nhá, các bác muốn thổi nồng độ cồn nhá, các bác phải lập chốt đàng hoàng. Nhá, chốt các bác đâu? Đấy là tôi đang nói. Chốt đâu? Em chỉ cần hỏi chốt các bác đâu? Ngồi trên đây. Chôn trên đây nhưng mà các bác bắt em ở đây, giấy tờ không có. Có nhiều tổ. Kể cả bác có 100 tổ nhưng mà các bác bắt em ở đâu? Làm việc tại đấy. Tôi bắt anh à? Tôi có bắt anh. Bắt nhà em ở đâu? Ai? Ai bắt ai anh? Người nhà em. Người nhà em đây. Thôi được rồi. Anh gọi bắt người nhà em ở đâu làm việc tại đấy. Có thế thôi. Chúng tôi dừng. Bắt em ở đâu làm việc tại đấy thì không thể là làm việc xong rồi là đi chỗ khác làm chốt. Bắt ở đây. Làm việc ở đây thế. Như thế em hỏi nhá, thế tại sao các bác bảo là về tận trên Quang Sơn làm việc? Tôi phải bảo vệ Quang Sơn. Vừa nãy bảo đây. Vừa mới bảo đây xong. Tôi cầm cả máy đo nồng độ cồn ở đây. Video em vẫn còn đây. Rồi. Video em vẫn còn đây. Như nào thì em cứ thế bình thường thôi.
Cho em xin lại bằng tên các bác ơi. Để em làm hồ sơ. Xem một lần thôi. Không, cho em xin lại đúng bằng tên. Phép yêu cầu chúng tôi làm cái việc đấy mà tôi đây là tôi cho. Tại sao em không được phép? Em là người dân. Tôi cho anh xem rồi. Nhưng mà tôi không phải lúc nào lúc nào tôi cũng chấp hành cái yêu cầu của anh được. Cho em xin cái bằng tên. Và thế thôi. Bác ạ. Vâng, vừa rồi có các bác này anh chỉ huy đây cho. Các bác cho em xin bằng tên luôn ạ. Cho em xin bằng tên bác. Bác chỉ huy cho em xin bằng tên. Để có gì em còn đơn khiếu nại chứ bác. Vâng. Đây. Em là trong ấy mà. Ừ, rồi Nguyễn Hữu Trường bác ạ. Anh Nguyễn Hữu Trường, đội trưởng đội cảnh sát giao thông. Dạ vâng. 476 310. Dạ vâng. Nghe rồi được chưa? Vâng. Nha. Trời mưa nhưng các anh phải mặc áo mưa nha. Vâng. Rồi xong chưa? Xong rồi bác. Thế bây giờ là có nội dung như nào em trình bày thế nào? Thì tức là vừa rồi là có bắt người nhà em và thổi nồng độ cồn. Thì em hỏi là bây giờ các bác là thổi nồng độ cồn chốt các bác đâu? Thứ nhất là chốt ở đây không có rồi. Rồi. Mà có hai bác rồi. Mới là các bác vừa mới đến rồi. Thì các bác bảo là chốt bọn anh ở tận trên Quang Sơn rồi. Thì em bảo là cái đấy em không đồng ý. Bắt em ở đâu phải có lập chốt căng dây đàng hoàng, chứ không phải là bắt ở đây xong rồi đưa bọn em về tận Quang Sơn. Bây giờ như này nhá, để anh giải thích nhá. Vâng anh Thái ạ. Vâng em đang em tên là gì nhỉ? Em tên Nam ạ. Em tên Nam nhá. Vâng. Bây giờ anh giải thích cho Nam này. Dạ vâng. Nhá, bây giờ là thứ nhất là em không phải là người vi phạm nhưng mà thôi vì em đã hỏi. Em đang ở Tâm Điệp đây anh ạ. Cậu vừa Tâm Điệp anh này. Anh ơi, anh cần từ đây này, anh nghe anh giải thích này. Dạ vâng. Thứ nhất là em không phải là người vi phạm. Vâng. Nên nhưng mà em có nhu cầu ấy, với hai anh em có thắc mắc nhá. Thì các anh sẽ giải thích, nghĩa là các anh có hai hình thức tuần tra. Thấy chưa? Em đồng ý. Một là tuần tra lại một điểm, vâng. Tức là lập chốt vâng. Nhá. Cái thứ hai là tuần tra lưu động trên đường. Vâng. Nhá. Đấy hiểu chưa? Vâng. Đấy cho nên là trường hợp này là các anh tuần tra lưu động trên đường. Nhá. Phát hiện vi phạm nồng độ cồn thì các anh sẽ là tiến hành lập biên bản. Vâng. Hiểu chưa? Em hình dung chưa? Nói em là như vậy nhá, đấy là quy định pháp luật. Nhá, được hình thức thứ hai có hai hình thức tuần tra, chứ không phải nhất thiết là cứ phải lập chốt ở đâu là bắt đầu là phải có chốt thì mới xử lý. À không. Thế bây giờ bác bảo là theo quy định bao nhiêu, điều bao nhiêu? Cái gì? Bác nói đi, theo điều bao nhiêu? Điều bao nhiêu mà bác bảo là bây giờ tuần tra bắt em ở đâu mà xử lý tại chỗ đấy mà em yêu cầu từ xử lý tại chỗ luôn. Bây giờ anh cứ nói này nhá. Thứ nhất nhá, chốt các bác không có này. Rồi. Có mới 2 người thôi, chốt ít nhất phải tầm 3 người. Bây giờ như này này, nghe anh cứ nói này. Thứ nhất ấy. Dạ vâng ạ. Là cái việc mà cơ các anh tuần tra kiểm soát. Dạ vâng. Là có chương trình kế hoạch. Dạ. Có được sự phê duyệt theo quy định pháp luật. Dạ vâng. Nha, hai là tuần tra kiểm soát theo vâng. Thông tư 3233. Vâng. Của Bộ Công an. Vâng. Nha, thứ ba nữa là em không phải là người vi phạm nha. Vâng. Thế còn người vi phạm là các anh sẽ giải thích, chứ còn hôm nay là anh chỉ giải thích cho em đến vậy thôi. Thế còn bây giờ em còn thắc mắc gì, có phải người vi phạm không? Không. Em không phải người vi phạm nhưng mà đây là anh của em. Người vi phạm nhưng mà anh của em. Được chưa? Cái phi anh của em. Riêng đứng cái khoản chờ tốn này nhá, em nói bác nhá. Bác ơi, em nói bác nhá, riêng đứng chờ tốn này để bắt nhá, riêng cái khoản này đã sai rồi, em nó khẳng định luôn. Được rồi, cái việc đấy. Em khẳng định luôn. Khai sai anh sẽ chịu nhiệm nhá. Sai em sẽ có đơn. Riêng khoản này em sẽ có đơn. Nhất trí rồi, có vâng. Nha, cái việc đấy. Cho em xin lại bằng tên của bác. Cái việc quyền của em nhá. Thế mà bây giờ trước mắt em chấp hành đi. Chấp hành rồi bác. Chấp hành rồi anh ạ. Xong hết rồi. Thôi rồi, không có cồn anh. À không có cồn gì. Đấy, dừng xe rồi. Dồn. Thôi được rồi. Mày đến xảy ra cái gì? Không, anh nghe. Khai hành, khai hành, khai hành. Ờ, thôi được rồi. Bạn như thế này. Một người đang dừng thì bây giờ đang quay. Người ta về nhà, người ta đây. Một người nói thôi. Kế hoạch cao điểm nhá, đảm bảo. Đấy, anh giải thích cho em tên là gì nhỉ? Là em Đức. Ờ thế bây giờ như này Đức nhá. Các anh đang thực hiện kế hoạch cao điểm. Vâng anh ạ, tự nhiên xe xong rồi đây. Có hai người lập chốt đây. Xong tự nhiên lại xe lại tự động ô tô phi đến đây. Chốt được dây không có, đứng tố mom luôn này. Còn em chấp hành tốt rồi em uống rượu thôi, cái việc đấy là đấy, còn đưa các anh đây làm một lúc chung chứ không phải là bây giờ là thế đây không ngại cái gì cả, em hiểu chưa? Đây các anh làm ấy là làm về chương trình kế hoạch các anh đã đảm bảo an toàn tuần tra là các bác phải đi trên đường mới gọi là tuần tra, nhưng mà các bác đứng chỗ tối này đây, đứng chỗ tối đây đây ngay khúc cua đây mà các bác bảo bác đi tuần tra cái việc nha, anh nói này chốt không ra chốt dây căng của bác đâu, người khác nói ngay từ đầu anh nói làm này nhá. Các anh thực hiện những cái việc đấy là tất cả mọi cái theo quy định pháp luật. Dạ vâng. Thế còn em có thắc mắc gì em ghi ý kiến. Em sẽ có đơn, hôm riêng hôm nay em sẽ có đơn. Nhất trí anh, nhất trí đi em mà. Tất cả các em cứ lên cơ quan giải thích. Vâng. Cơ quan giải thích em. Anh Hoan à? Vâng. Nhá. Em sẽ có đơn. Em khẳng định luôn. Được rồi, không cái việc liên quan cấm em đâu. Nhá. Đây nha bác nhá, đây. Xe đây. Quay đi, quay 35A100015. Nói với cho anh như này nhá. Anh ra. Anh nói cho anh thực hiện được một bản tin. Em đối với em chung đích chung là bảo em.
Ừ đấy, thế còn thế còn em. Ừ đấy, nghe là anh từ đấy nhưng mà thôi. Em chấp hành tốt rồi thôi. Anh còn đứng đây mà em biết anh cái anh là. Chấp hành tốt nên tạo điều kiện rồi. Xin mời em lên đường. Được chưa? Nha. Thế hai anh chạy ra dồn theo thì nữa. Tôi đi bồ câu. Tôi không thể nào tôi đuổi theo anh được, tôi có giờ dựng xe anh rồi. Không phải, nhưng mà riêng chốt mắt nha, các bác phải có 3 người, phải có dây căng đàng hoàng, chứ không thể có 2 người. Không thể có 2 người mà đứng trở lên anh ạ. Em nói là không thể 2 người mà đứng chỗ tối bắt người được. Không bao giờ có cái phần đấy. Tôi đi tuần tra kiểm soát đến đây tôi dựng xe lại tôi dựng. Tạt ông, em mua vào đây em đã thấy các bác hai bác đứng ở đây rồi này. Đấy là anh nói thôi. Tuần tra là người ta phải đi trên đường mới gọi là tuần tra chứ, các bác bê đứng đây bắt chú túi om om này, các bác bảo là tuần tra. Tuần tra nào đứng chú túi om om này? Ừ đấy nha. Rồi nha. Ok chưa? Đấy thì em chấp hành tốt rồi, an toàn tốt. Còn đây các anh làm đây còn là mọi cái mình chấp hành tốt, không có nồng độ cồn. Cho em xin lại hai bằng tên của hai bác này được không bác? Được rồi. Cho em xin lại hai bằng tên của hai bác này được không ạ? Thôi. Nha, được rồi em nhá. Đây anh giải thích rồi nhá. Ừ, vào đi. Vâng. Nha em nhá. Mục đích của anh là đảm bảo an toàn giao thông, còn mình chấp hành tốt rồi thôi, vẫn là được nhá. Thôi rồi các bác ạ, khổ thế thì nhưng mà mai em sẽ có đơn mà. Ôi trời ơi. Đi vào nhà, đi vào nhà đi. Đây, các bác nhìn này. Đấy. Đây, hai xe đây. Hai xe này vừa đứng lập chốt anh Thái này. Các anh nói này. Dạ. Nam này. Vâng. Bây giờ anh nói nhá, em phương anh giải thích này. Dạ vâng. Đây là anh trưởng đội trưởng nhá. Vâng. Nghe chưa? Vâng ạ. Vấn đề gì anh đã có trình là người có trách nhiệm đã giải thích cho em rồi. Vâng. Nha. Thế còn có vấn đề gì anh thắc mắc thì em cứ thắc mắc nha. Nhưng mà tuyệt đối nếu mà quay này và sử dụng video hình ảnh của lực lượng công an như thế nào em sẽ chịu trách nhiệm của em. Đó thế rồi, trước pháp luật. Ok chưa? Vâng. Anh chỉ nói vậy thôi nhá. Đấy, em sẽ chịu trước pháp luật. Rồi vâng nha. Vậy đây chỉ nói vậy thôi nhá, nhắc nhở vậy thôi. Vâng. Đấy, còn nếu sử dụng mà không đúng mục đích là các anh sẽ xử lý đấy nhá. Rồi cái thông tin này nó đây. À, tỉnh ở Tam Điệp bác ạ, Ninh Bình đây bác. Không 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 544. Đấy, cái đội này đi rồi các bác ạ. Khổ thế, đứng lập chốt này, tú mò mày này. Ngay khúc cua cầu vượt đi vào rồi. Nó lập chốt thế là bố láo ấy chứ. Em chào các bác nhá, vì các ông ấy cũng bỏ qua hết rồi.